Bạn có nhu cầu mua tai nghe hay các loại phụ kiện điện thoại để chơi Free Fire, chơi Liên Quân tốt hơn? Đừng quên ghé qua shop Riaki Store HN tại Shopee nha. Riaki Store HN, uy tín, giá rẻ, chất lượng. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki Lì Vé. Và hôm nay ra mắt thẻ Buya mùa 15. Đấy, chỉ từ 9kc. Sáng nay có một vụ đấy là một số anh em hỏi là tại sao cái thẻ Buya giảm giá 30% của anh em ấy nó méo mua được. Đấy, là bởi vì là nó đang bị lỗi. Đấy, thì bên Ada Free Fire đang sửa lỗi rồi nha anh em nhá. Đấy, họ đang kiểm tra và sửa lỗi rồi. Đấy, hiện tại sửa ngay, fix ngay. Đấy, hiện tại thì anh em nếu mà thích được chơi ở cái vòng quay X xanh siêu đẳng, vòng quay này cũng được. Đấy, tôi test vòng quay cho anh em. Nhưng mà hiện tại một số anh em mà muốn mua thẳng cái thẻ này với giảm giá 30% ở trong shop ấy thì là đang không mua được. Đấy, mùa trước thì chúng ta biết là cái đặc quyền là mùa trước là nếu mà chúng ta mua thẻ Buya mùa trước sau đó nâng lên thì chúng ta sẽ có cái đặc quyền là giảm giá 30% cái thẻ Buya tiếp theo, tức là thẻ mùa này. Nhưng mà hiện tại đang chưa mua được. Đấy, thì anh em nào mà đang gặp lỗi chưa mua được thì anh em chờ, bởi vì hiện tại nếu mà anh em muốn mua cái giảm giá 30% ấy, nó sẽ bị bật về cái trang nạp thẻ. Đấy, nó sẽ bị bật về cái trang nạp KC ở trong game ấy, chưa được. Đấy, thì hiện tại nó mới đang cho chúng ta mua quay vòng quay này để mua, hoặc là mua thẳng thôi, chứ còn hiện tại nếu mà mua với cái mức giảm giá 30% này đang chưa mua được nha anh em nhá. Đấy, thì đấy là cái vấn đề hiện tại anh em đang gặp phải. Đấy, thì vừa vào clip thì tôi nói luôn, không một số anh em lại bảo là tại sao mày không nói gì. Đấy, thằng Ria Kim, tại sao mày không nói gì về cái lỗi đấy? Thì tôi cũng đã biết cái lỗi đấy sáng nay rồi. Đấy, nhưng mà thôi, tôi cũng, nhưng mà mình cứ loanh quanh cái lỗi đấy thì làm sao mà test được thẻ của anh em đúng không? Đấy, thì tôi cũng thông báo với anh em là bên Gà Rán thì sáng nay Gai Nai họ đã nắm được cái thông tin đấy rồi. Còn bao giờ họ sửa thì làm sao mà tôi biết được? Tôi có phải nhân viên Gà Rán đâu đấy. Một số bạn hỏi là bao giờ nó sửa thì bố tôi không biết được nữa, tôi làm sao mà tôi biết được. Đấy, thì cái đấy phải đợi bên Ghana sửa thì mình mới biết được. Đấy, chứ còn bên Ghana chưa sửa thì tôi biết vào mắt à, đúng không anh em? À, bên Ghana mà chưa sửa thì biết vào mắt à, tôi đoán chắc là sửa nhanh thôi. Rán cho sửa từ giờ đến trưa chắc là sửa được. Thì anh em cứ nếu mà chưa mua được tối mua. Đấy, thì cái bộ X xanh siêu đẳng này thì có gì? X xanh siêu đẳng, X xanh xăng điểu này, nói chung là có mấy đồ cũng khá đẹp. Đầu tiên thì có bộ đồ nam, thì bộ đồ nữ thì trông bình thường, mà bộ đồ nam thì trông khá ok. Bộ đồ nam nó có cái thì như bộ đồ nữ cũng có cái hiệu ứng là khi mà bạn hạ gục và hỗ trợ gục thì nó sẽ có cái mây mưa sấm sét. Đấy, hay không? Đấy, kiểu đúng quần áo đi mưa luôn. Đấy, không phải hiệu ứng trời mưa. Nhưng mà hiệu ứng trời mưa nó hơi ngắn, nó hơi ít. Với cả có cái con ếch treo ở trước ngực này, nhìn trông kinh vãi trưởng. Đấy, trông như con ếch chết ý, là trông kinh vãi trưởng của bà Bưởng anh em ạ. Đây là anh em thích thì mặc bộ này, mặc không mặc thôi. Đấy, không quan trọng lắm, điều ấy với tôi không quan trọng. Ok, chúng ta sẽ có một cái hành động mới đúng không ta? Và có gì nhỉ? Hành động mới đâu ta? Ok, và check mấy đồ trước đã. Đây, có một cái ba lô Rapper X trông khá hay. Và một số bạn thì liên tưởng cái thẻ Buya mùa này giống như là chuyện Naruto. Naruto hay gọi mấy con XX thứ ấy. Đấy, tiếp theo là hòm xác X cầu nguyện, khá đẹp. Đấy, hòm xác này vào trong game nhìn trông khá là cute nha. Đấy, tiếp theo là ván vố ếch. Ván này có cái ván đấy, nó có cái ống trượt, xong rồi có con ếch nằm ở trên. Đấy, tiếp theo là xe túc túc ếch. Xe túc túc ếch du hành. Về mục thông tin thì chúng ta sẽ có cái ảnh đại diện ếch ở nền Xing. Xing. Ngoài ra thì có gì không nhỉ? Và chả có gì cả. Và chả sao là mình lại còn có thừa ra 20 cái vé vòng quay KC này. Quay luôn. Ai 20 vé quay KC, quay luôn, trả ra thì toàn ra đồ linh tang tinh lang tang anh em ạ. Và mấy cái đồ này nhố nhăng thật. Thì anh em nào mà chưa mua được thẻ Buya thì anh em cứ chờ thôi. Đấy nhá, chờ tí Gà Rán sửa ngay cái thẻ Buya. Nó là một trong những thứ mà gọi là mang lại doanh thu chính cho Gà Rán ấy. Đấy, không bán được có mà móm. Đấy, nói với anh em không bán được có mà chết móm. Đấy, đây là khẩu Mark 10 X xanh, tầm xa tốc độ di chuyển, hai tầm xa tốc độ di chuyển khá ổn. Khá ổn áp, khá ổn, chảo ếch xanh, trông không còn đẹp lắm. Có cả lựu có gì nhỉ? Có cả lựu mới sao nhỉ? Đây, đâu nhỉ? Và tôi chưa thấy quả lựu đâu nhỉ? Hay là mình lướt qua rồi nhỉ? Có, cái này có quả lựu hay là bộ keo nhỉ? Quên xử gì. Đấy, có quả lựu hay là keo, để tôi xem lại trong thẻ Bayou, thẻ Buya phát có gì. Đây, có cái hành động cưỡi ếch.
hành động này hành động tĩnh, tức là sau khi mà chúng ta đứng lên trên nách này nó cứ nhảy mãi thôi. Đấy, và lựu đạn X xanh, lựu X xanh cộng thêm với cả cái hành động tĩnh. Đây, tôi vào tôi check cái lựu đạn X xanh. Kìa chú là chú X con. Đấy, có hai là hai mắt tròn đấy rồi. Chạy đâu ăn sâu được lựu X xanh. Đấy, trong đè phết mỗi tội hình con X hiện lên nó hơi ngắn nhưng mà thôi cũng được. Đấy, hành động thì chúng ta sẽ có hành động đấy. Tôi nhớ nó có cái hành động mà. Tôi nhớ nó có hành động mà. Nó hành động rất là xịn luôn. Đâu ta? Đây. Sợ trông kinh vãi trưởng ạ. Và đúng kiểu ếch me me luôn. À, sao? Ném nó cả liệu gọi là con ếch kiểu đúng kiểu Pokemon ấy. À, ok, vào team thua sắp L. À, vào team thua sắp L anh em ạ. Vào trận rank đang thua tỷ số 1-3. Thật ra là về cơ bản là do tôi bắn ngu. Đấy, tôi cũng thừa nhận là trận này là do tôi bắn ngớ ngu. Đấy. Trời! Đâu anh em, có hành động chất vãi đời. Hành động nhảy bạn, nếu mà bạn không di chuyển thì nó sẽ đứng im ở đấy nhá. Ok, mọi người đứng đây học chợ à? Ôi dồi, bắn ghê đây. Bên kia bắn ghê thế. Wow, bắn hay đau đấy. Bắn căng anh em ạ, bắn căng, đấy nó khá là lè đấy. Nhảy đấy, chơi đó. Wow, ôi thì mình thì là hai cháu rồi. Ôi dồi, trên đây có sẵn một cháu ấy, ôi, bị hàng cháu 26 nguyên bé, nó ra nó vả mồm rồi anh em ạ. Rồi xong rồi, tới công chuyện. Ủa, mình đi luôn rồi anh em ạ. Rồi mình đi luôn rồi, và cố lên bạn đây. Và ui, nhìn cái xác mình trông chết trong hèn đó. Rồi, xác mình chết trong hèn vậy trường. Xong rồi ngoài đứng ở dưới làm gì đây? Đứng ra làm gì ạ? À, hay quá. Và ui, mình tìm có móc lốp hợp lý. LTIFF móc lốp rất hợp lý. Đấy, tiếp theo, ok. Sao nghe thế lại lấy Tatsuya lướt tại chỗ rồi nhờ nhờ. Úi giời, vẩy cả AWM. Anh WM. Rồi ơi, xong rồi. Có mạng hạ gục, LTIFF gánh team bạn đây. Quân đoàn là VTDH. Thích mấy ông Việt Nam mình thích là tên HH. Ôi boy nhà nghèo, ôi boy nhà nghèo chết à. Vâng, bây giờ nghèo tới công chuyện rồi. Vâng, hay quá. Trời ơi, LTIFF đúng là ngồi im, tự địch cứ dâng mạng lên mồm. À, tỷ số nó ngắn còn 2-3. Ôi giời, cân bằng 3 đều đi còn gì nữa. Bây giờ cân bằng 3 đều còn gì nữa. Lấy mua súng gì cho nó uy tín nhá. Làm cái UMP. Đấy, làm cái cho đấy mình không có khẩu Mark 10. Có là tôi mua rồi đấy. Có là tôi mua, tôi dùng rồi đấy. Và nữa không có gì thôi. À, qua thịt luồng nó đây anh em. Quá thịt luồng nó đây. Đấy, trông hơi nguy hiểm đấy. Đấy, đấy. Có thằng phá game rồi. Lại có thằng phá game, thằng mặc đồ Kelly phá game nhá. Thằng slot 3 phá game nhá. Thằng slot 3 nó định đặt quả keo, nó chặn mình mới chặn đồng đội đấy mà. Thằng slot 3 nhá, tí tao sẽ report mày. Thằng slot 3, mất dậy. Thằng này bán độ rồi. Thằng này bán độ team địch rồi. Thằng này nó lại là gián điệp rồi. Nó là của team địch cài vào team mình, phá team mình rồi. Bắn thì rất ngu. Đấy, bắn thì phải nói là thằng này bắn rất ngu. Đấy, nhưng mà xong rồi lại có những cái dấu hiệu định phá game. Ui, bắn đâu ấy. Nào, tránh ra tôi vào trong. Hay quá, LTIFF đấy, có LTIFF phải bắn nó uy tín này. Đấy, LTIFF, ui, LTIFF làm hai nháy rồi. Gánh như thế thì thôi, chứ lị gánh như thế thì thôi. Team thôi là có thằng slot 3 thằng mất dậy nha anh em nhá. Đấy, riêng này tí ra tôi sẽ report. Report được không? Vẫn report. Nó rất mất dậy. Đặt keo để phá đồng đội của nọ kia. Rất là mất dậy luôn. Đấy, ui, địch nhảy xuống. Mày chết. Được của nó luôn. Đấy, xin nhẹ khẩu MP40 trong tay rồng bay phượng múa. Đấy, còn một thằng nữa thôi nhỉ? Thằng nữa thì anh em cứ thoải mái mà ra đồ vã nó thôi. Chờ đợi gì đã. Ôi, đây. Cho mày có liệu mày chết. Mày chết. Chạy đâu sau Hino Pro. Chiến thắng tỷ số cân bằng là 3 đều. Vẫn là LTIFF người bắn hay nhất trong team. Đấy, tôi đã có dành lời khen cho bạn slot 1. Dành cho bạn lời khen. Dành cho slot 1 nha. Slot 1 rất là uy tín luôn. Đấy, rất uy tín luôn. Trời ơi, anh em thấy hết nước chấm nhá. Đấy, hành động hay không? Hành động này con ếch nhảy. Hết nước chấm anh em ạ. Hành động này được của nó đấy. Sao người hóa ếch.
À, nếu mà bạn không di chuyển nó cứ đứng ở đấy mãi, nó giống như hành động ngồi trên cái bàn ấy. À, hành động nói chung là nó giống mấy hành động tĩnh, nên nó có cái dấu ngoặc vuông, nó là hành động tĩnh. Đấy, rồi để lên thôi và lên nó xử lý các bạn thôi nhỉ. Rồi lên nó xử và lý các bạn đó, chờ đợi gì đó, chờ đợi một cơn mưa. Đâu rồi, và tháo ra đây, tháo ra đây cậu xử lý à, xử lý xỉ lứ à. À, chả ở đâu nhỉ, và bọn này trốn đâu hết thì à, đây rồi, một thằng xin một đầu, hai đầu, úi giời, game là dễ. Úi giời, thì mình trận này uy tín à, 4-1 thì không chọt thì cũng què rồi, 4-1 thì không chọt thì cũng thoải mái rồi. Đấy, thằng slot 3 lại phá game, thằng slot 3 lại còn chạy ra ngoài để chơi bo để tự chết cơ. Tôi uy tín rồi, và tôi uy tín rồi, ok ạ. Xong rồi, nó kéo một phát bay người mình luôn ạ. Ủa rồi, cao thủ ấy các bạn ơi. Ẩu rồi các bạn ơi, ẩu lên đìa rồi. Rồi, hầm rồi, ẩu rồi, cho nó bỏ đốt chết rồi. Bạn ơi, cover nhau, đi cùng cover nhau đi. Đi cùng, đùa. Thôi xong rồi, bị thằng này nó cân bốn à. Và nào, ui dồi, sao lại lấy UMP bắn xa, giời ơi. Cứ cầm cái khẩu gì trong tay, cứ cầm quen bị bắn dao. Ôi dồi ôi, tìm bắn thế này thì bị thằng 26 nguyên bé nó thịt luộc kìa. Hắm rồi, bạn ơi, hắm rồi. Bạn ơi, đưa bơm máu nốt đã. Thôi xong rồi, tới công chuyện. Để mà thằng nó cân 4 anh em ạ. Và vãi trưởng các bạn bưởng. Thôi. Và chịu, cảm ơn. Hẹn gặp lại anh em trong những video sau nha. Bye bye.